Mất công rồi đó. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là bộ dây loa lõi đồng tinh khiết. Đây là dòng dây loa cổ của Nga, nên là độ tinh khiết của đồng rất là cao. Đó, dùng cho anh em nào muốn trải nghiệm dòng dây lõi đồng tinh khiết. Đặc biệt là có thể sử dụng trong loa toàn giải. Nó toàn giải, độ nhạy rất là cao, nên là cái dây loa cũng độ tinh khiết cực kỳ là cao. Một sợi này có tiết diện là 1 ly nhá. Tiết diện 1 ly. Ở đây tôi ở đây là sẽ là tết 2 sợi thành 1. Ở đây sẽ là 2 sợi. Tết lại nhà chỗ này sẽ được 2 ly. Nếu quý vị các bạn sử dụng cho loa toàn giải rất là tốt. Hoặc là loa cổ, có những dòng loa mà có giải bass nó không được căng tròn, thì nên sử dụng dòng dây loa lõi đồng tinh khiết này cho chất lượng âm thanh rất là tốt, ba giải rất là chi tiết đó, đặc biệt giải bass rất là căng tròn. Một bộ 2,5 mét như thế này. Sợi này sẽ là 4 sợi nhá. Tết lại một bộ 2,5 mét như này, tôi để quý vị và các bạn giá là 450.000 đồng. Quý vị và các bạn có nhu cầu sử dụng cái dòng dây lõi đồng cổ này, gọi là dòng đồng cổ, đồng tinh khiết cực kỳ là cao, thì vui lòng liên hệ số điện thoại tôi để phía dưới. Chúng tôi sẽ giao hàng toàn quốc, quý khách nhận hàng kiểm tra thanh toán. Tôi xin nhắc lại là một lõi này 2 sợi, tết lại là đây sẽ là 2 ly. Chơi cho loa toàn giải, loa nghe nhạc vàng, nhạc bolero và những loại loa mà giải bass nó không được chắc, thì quý vị có thể sử dụng dòng dây này để cải thiện lời ca tiếng hát. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha.